Hey vlog, mình là Uyên đây. Hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau soạn đồ để đi Hawaii nha. Nói chứ là ngày mai bay rồi, nhưng mà hôm nay mình mới có thời gian soạn đồ nè. Đây là đồ của mình, sắp xong rồi. Hey vlog, bữa đang làm gì đó? Đang điền Điện gì? điền thông tin chích vaccine để được đi vô đảo. Nói chung là trước khi đi vô đảo phải điền một đống thông tin luôn, rồi điền nãy giờ đó. Bây giờ mình sẽ soạn cặp tiếp để ngày mai đi chơi. Yeah. Hello, đây là mình đang ngồi trên Uber để đi ra sân bay. Mấy bạn thông cảm, sáng dậy hơi sớm hơn bình thường mà chưa có được ăn sáng nên mặt hơi khó chịu xíu. Mình đã tới được sân bay. Đây. Ủa, mình có phải dán cái gì ngay ngay tác hay không? Không. Kính cổng đi. Thấy mấy bạn đây là tóc mới. Nói chung là không phải cái màu mình muốn lắm, nhưng mà thôi cũng được. Đói bụng rồi, sáng giờ không được cho ăn. Mình đang đợi để đi lấy vòng tay để không phải xếp hàng khi mà tới Hawaii. Mọi người sẽ có một cái code, đúng không? Không biết giới gì luôn. Người ta sẽ cho mình cái vòng tay như vậy. Đây là hai cái vé nè. Hawaii. Đây là hai cái vé nữa. Nữa. Quay Starbucks. Quay Starbucks để làm gì vậy? Tại vì mình mua Starbucks. Đang đợi Starbucks. Đói bụng quá, chịu không nổi luôn á. Mà đồ ăn của Starbucks á không có gì nhiều hết trơn á. Toàn miếng bacon nhỏ xíu rồi. Xíu nữa sẽ cho mấy bạn coi. Đây là thuốc để không bị tiêu chảy. Tại vì mình uống sữa. Bụng yếu. Đỡ hơn bị tiêu chảy trên máy bay. Ghê không ghê? Bây giờ mình sẽ đem cái này vô. Thì khi mà đem vô á, cơ bản mình không có bị cách ly đúng không? Đó. Rồi vậy thôi. À, máy bay bị delay rồi, hình như vậy. Delay tới 2 tiếng rồi. 3 tiếng. 3 tiếng rồi. Giờ ngồi sân bay. Ăn quỷ này. Con quỷ này kiểu gì cũng lát nữa lên máy bay đói. Ừ. 3 tiếng nữa lận, 3 tiếng nữa là tới giờ ăn tối rồi. Đây là bánh ăn mì ăn sáng. Hello mọi người ơi. Bây giờ ngồi đợi mới có mấy một tiếng rồi hả? Mới đợi có một tiếng là mà mệt mỏi lắm luôn rồi đó. Bây giờ là gần 1 giờ mà 3 giờ mới được bay. Khẩu trang ngày năm ngoái. À, khẩu trang năm ngoái nè. Hy vọng là sẽ được bay sớm. Sau 3 tiếng chờ đợi mỏi mòn thì cuối cùng người ta cũng cho tôi lên máy bay rồi nè. Yeah. Máy bay ghế 3 người mà có 2 người ngồi thôi, sướng. Rồi khúc này là chuẩn bị bay nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
delay thì mình đã tới được. Không có dừng mà. Không có dừng. Nhìn thấy không? Bây giờ thì mình sẽ phải kiếm đường về khách sạn. Bằng một cách nào đó mình phải về được khách sạn. Thơm lắm luôn á. Được được chào mừng bằng hai cái này. Chào thơm, thơm lắm luôn. Mùi hoa lài. Mình đặt vé máy bay với khách sạn ở trên trang Costco Travel, cho nên là khi tới sân bay Hawaii sẽ có người đón mình ở đó và cho tụi mình mỗi người một cái vòng hoa này nè. Đón xong rồi sẽ có xe chở mình về khách sạn luôn, để mình khỏi mướn xe, tại vì mướn xe ở Hawaii là mắc kinh khủng khiếp. Đây, trong lúc đợi xe thì để đầu bếp nhúng nhảy dài điệu cho mấy bạn coi. Nhúng gì mà nhúng hoài, không biết nữa. Xe tới rồi, lên xe thôi. Bây giờ mình sẽ về khách sạn thôi. Hello. Tụi mình đã về tới khách sạn. Và bây giờ sẽ đi vô check-in phòng. Bây giờ đã là 6 rưỡi rồi, chắc là check-in xong thì sẽ phải đi ăn. Tại vì đói lắm rồi. Theo lịch là đáng lẽ 3 giờ rưỡi là tụi mình tới khách sạn rồi. Nhưng mà tại vì bị delay máy bay cho nên là 6 rưỡi mới tới. Sau khi đứng check-in xong thì bây giờ mình sẽ lên phòng thay đồ và đi ăn. Đây, phòng mình ở tầng số 6. Rồi, mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng. 6 rưỡi tối rồi, không biết nắng sớm đâu ra luôn. Mình sẽ dẫn cho mấy bạn cuối coi view từ phòng mình. Đúng là không có gì để chê luôn. Không có cái gì hết. Không thấy biển đâu luôn. Buồn. Chỗ này là cái ban công. Sáng ngày nào mình cũng sẽ ăn sáng ở đó. Cái phòng tuy hơi nhỏ nhưng mà cái tivi hơi bị bự luôn. Hey vlog. Mình đã thay đồ xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi ăn. Bây giờ phải đeo khẩu trang vô để đi ăn mới được. Mặc dù là ở đây cũng người đeo người không, nhưng mà mình vẫn thích đeo hơn. Đeo riết quen rồi đó. Giờ mình sẽ đi ăn nha. Đi. Cái quán này là cái quán ăn gần khách sạn nè. Đi bộ chừng 5 phút là tới rồi. Ở Hawaii mùa này muốn đi ăn cái gì cũng phải đặt bàn trước hết. May mà quán này không có đặt. Không thôi là đói chết luôn. Rồi bây giờ đang đợi người ta đem menu ra. Đó, cuối cùng cũng có menu. Trong menu có đó món này, đó món này, nọ, món kia. Nhiều quá à. Mực đó, mực, tôm, gà, cá, lum hết. Không biết ăn gì luôn. Ăn gì? Một trái dừa, ôi một trái thơm luôn. Uống thử đi, uống thử đi. Cái này là alcohol, cái này là bột. Rượu. Piña colada. Cái này là cocktail. Thơm á. Nha cổ lắm. Cái này là Locomoco. Locomoco. No quá, đói bụng lắm rồi á. Cái này nhìn thơm. Nó bay nó tan. Mùi tỏi mà. Ăn qua chứ đi. Bình dân hả? Là vị bình dân đó hả? Giống như loại nhà làm.
Nhưng mà ngon. Cái này có bơ, có tỏi rồi. Hơi đắng. Rượu mà, trời ơi. Chết rồi. Uống rượu xíu xỉn thì sao? Kem vô. Cái này là rượu pina colada, thường nó sẽ có dứa, nước dừa, rum, có đổ đường nữa. Ok, bây giờ mình sẽ ăn đây, bye bye. Thiệt là bây giờ mình mới ăn xong. Đường phố Hawaii đã lên đèn. Người ta bắt đầu tụ tập lại ca hát nè. This is actually last. Dunzo's out. But it's a slow dance song, so if anybody wants to, like, you know, slow dance. All right. Here we go. Sit away. Ngày đầu tiên ở Hawaii của mình chỉ có như đó thôi. Mấy bạn nhớ đón xem tập 2 nha. Hy vọng là mình sẽ làm sớm.